Anh tên Ái, 38 tuổi. Tìm một người có nhà cửa vườn về cùng nhau làm. Tùy Đó. thôi ai hợp thì đến với nhau. Nhưng mà ý là mình ai có nhà cửa là mình đến ở luôn đó hả? Hay Cái sao? đó là ở trọ hay là có nhà cửa, nếu mà có ai ấy ở rể thì cũng được. Mình thích ở rể đúng không? Thích ở rể. Ở rể rồi về nhà người ta mình có làm được không? Làm được chứ anh, làm vườn làm ở em mà làm được mà. Nếu bây giờ mình ở rể thì mình phải chọn mấy cái cô mà khoảng tầm năm mấy trở lên thì được. Chứ bây giờ mình chọn cô trẻ là chắc khó đấy. Năm mới lên được không? Em tên Nông Xuân Ái, em sinh năm 87, 38 tuổi. Em tên gì? Nông Xuân Ái. Nông Sân Ái hả? Dạ. Ái. Ái. Rồi, em 38 tuổi. Dạ. Tình trạng hôn nhân gia đình mình sao? Tình trạng em độc thân chưa kết hôn lần nào. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhập ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Từ trước giờ là chưa có kết hôn lần nào luôn. Dạ. Nhưng mà mình cũng có vợ rồi đúng không? Dạ chưa. Chưa một lần lên xe bông mà chưa có vợ luôn. Dạ chưa. Rồi. Vậy từ đó giờ mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi mà mình chưa được đến với nhau? Nói chung là cũng quen vài người nhưng mà không hợp, xong cũng chẳng đi tới đâu. Lý do? Lý do cũng nhiều cái. Rồi hiện tại giờ em đang làm công việc ở đâu? Em thì làm vườn, làm ở Bình Phước. Với lại tới mùa là em có việc nào em làm việc đó, em làm vườn. Mình đang làm Bình Phước hả? Dạ. Công việc mình đang làm công việc gì ha? Em đi làm sầu riêng với là làm tỉa điều không ấy. Làm sầu riêng ha? Dạ. Đi chăm sầu riêng, đi chăm ấy. Nói chung là ai kêu gì làm đó. Mình thu nhập tháng được bao nhiêu? Trung bình cũng 6 triệu, 7 triệu ấy. 60 triệu hả? Dạ. Hơi 60 triệu hơi thấp đấy. 6 triệu, nói chung được. Cơm cơm lo hả? Dạ. Cơm chủ Cơm lo hả? chủ lo. Mình Với là lại mình làm vườn mình nữa. mình có ăn xài gì nhiều không? Dạ không, bình thường. Mình làm như là đủ 6 triệu luôn. Đâu đi chơi gì hả? Lâu lâu cũng cùng bạn bè đi cà phê thôi. Vậy trước giờ mình làm chắc cũng dư nhiều hả? Được bao nhiêu rồi? Đủ tiền cưới vợ chưa? Thì cưới vợ thì lo cũng được, chủ yếu sau này thôi. Rồi bây giờ ví dụ như mình lấy vợ về, mình ở đâu? Sau này em dự định là ở lại Bình Phước. Bình Phước. Mà mình có nhà trên đó không? Hay mình đang ở trọ? Em thì làm đâu ở đó, em chưa ấy, em dự định là chưa chưa có vợ, là em chưa xác định là ở đâu hướng của em Ở ấy. ngoài quê mình còn nhà cửa, đất quê đai nhiều quê nhà cửa thì cũng bình thường thôi, ở nhà còn hai anh em nữa, không? thì em tính lập nghiệp ở trong Ba này. mẹ mình còn ở ngoài Cao Bằng ha? Dạ. Xa ha, từ đây Cao Bằng phải 2.000 mấy cây. Từ Bình Phước đi tầm 1.800. Giúp mình vô đây lâu chưa? Em vào cũng được 10 năm rồi. Mười Từ năm. nhưng mà em cứ 2 năm về lần, cứ về Tết cứ Nhưng mà vào mình vô một trong lần. đây mình chưa có tìm hiểu thêm câu nào nữa hả? Dạ chưa. Thế bây giờ mình lên đây mình muốn tìm kiếm một nửa yêu thương như thế nào này? Em muốn tìm một người từ độ tuổi 8 năm đến đến 93, 94 gì đó. Nhưng mà bây giờ mình lấy vợ về xong rồi mình lập cho một cái kế hoạch tương lai coi mình sẽ làm gì ở đâu và như thế nào. Thì em dự định là em Nghĩ. ở Bình Phước, không thì nếu mà có ai ấy ở rể cũng được. Em lỡ hả? Dạ. Vậy hả? Bây giờ mình lấy vợ về thì mình ở trọ cũng được mà, cần gì ở rể. Mình tìm một người hạnh phúc yêu Thì thương nói mình, chung là hai người ở tùy trọ. thôi, ai hợp thì đến với nhau. Nhưng mà ý là mình ai có nhà cửa là mình đến ở luôn đó hả? Hay Cái sao? đó là ở trọ hay là có nhà cửa, nếu mà có ai ấy ở rể thì cũng được. Trời ơi, sao mà cứ được ở rể không phải trời, nó Bây giờ khổ em mới. độ tuổi bao nhiêu nè? Độ tuổi từ 8 năm đến 94 cũng được. Lớn hơn mình ha? Dạ. Bây giờ lớn hơn mình được không? Lớn hơn mình mà có nhà cửa ông định. Lớn hơn 1-2 tuổi được. Đâu, phải lớn nhiều chứ mới có nhà cửa Bây mình giờ chứ tại sao sao? mình không tự tìm cái nhà để mình đi?
Mình tự là gây dựng được một cái hạnh phúc, cái ngôi nhà của mình thì nó mới bền vững được chứ. Tại mình là đàn ông mà. Nói chung là nói hợp với nói chuyện thì cũng do hai người thôi. Do biết hai rồi, nhưng người mà ý mà. là trên Bình Phước thì nó nhà nó đâu có bao nhiêu tiền đâu mà, đất cho nó rẻ lắm, mấy chục triệu là có cái nền nhà rồi. Nên nhờ mấy mấy chục triệu một mét à anh? Trên Bình Phước mua ở trong người ta có tiền, người ta ở ngoài, mình không có tiền, mình ở trong rẫy á, mình ra ngoài chứ. Không, ở Bình Phước thì em cũng có thấy rồi nhưng mà ấy thôi. Chứ bây giờ mình mà mình là đàn ông thì mình phải về nhà mình ở thì nó hay hơn chứ, mình cứ đi ở rể vậy nó có bất tiện không hả? Thì cái đó tùy từng ngày, nếu mà nhưng mà ý là mình thích ở rể đúng không, thích ở rể, ở rể rồi về nhà người ta mình có làm được không? Làm được chứ anh, làm vườn làm này em mà làm được mà. Nếu bây giờ mình mở rể thì mình phải chọn mấy cái cô mà khoảng tầm năm mấy trở lên thì được. Chứ bây giờ mình chọn cô trẻ là chắc khó đấy. Năm mấy là được không? Đúng không? Nên nó phải cân đối nó phù hợp. Với mình chia sẻ chút xíu về bản thân mình có tính cách sao? Em, tính cách của em thì cũng hòa đồng mình vui vẻ bình thường mà. Hòa đồng vui vẻ. Em không hút thuốc, chỉ có uống rượu thôi. Uống rượu không. Lâu lâu gặp bạn bè uống ấy. Không hút thuốc. Chỉ uống rượu thôi. Rồi. Mình có cái điểm yếu điểm mạnh gì không? Điểm yếu điểm mạnh gì không? Điểm yếu điểm mạnh của em chỉ đi làm vườn làm vậy thôi. Làm vườn hả? Dạ. Ý mình có tính, tính tình mình sao nè? Tính tình thì giao lưu bạn bè cũng bình thường. Thế mình có nóng tính cọc tính gì không? Dạ không. Dễ hả? Dạ. Mình cũng dễ tính vậy hả? Này, nay lên chương trình, xem chương trình của tụi anh lâu chưa? Em cũng mới thấy ở trên Facebook của hai anh là mới mà có được mấy tháng nay. Nhưng mà mình còn trẻ. Dạ. Rồi mình lên chương trình mình có ngại không? Không, không ngại anh. Không ngại ha? Dạ. Bình thường ha? Ngại thì em không tới đấy rồi. Nhưng mà mình ở ngoài rồi mình cũng còn trẻ đẹp trai mà mình cũng không đi tìm hiểu ngoài hả? Cũng do công việc nữa, nhiều khi đi đi làm xong ở môi trường mình làm đâu ở đó nữa, vậy là không quen đâu đi chơi được. Chỗ mình làm thì tối có đi chơi với bạn bè không? Cũng đi uống nước xong tới 9 giờ là về. Rồi không có tìm hiểu thêm mấy cô nào à? Mấy chị nào? Dạ không, tại cũng quá lứa rồi, giờ mấy lứa đó cũng ít. Rồi bây giờ mình thích tính tình, tính cách người phụ nữ như thế nào là hợp với mình nè? Nói chung tính tình thì biết yêu thương gia đình, tôn trọng hai bên là được rồi. Biết yêu thương với nhau ha? Dạ. Hôm nay mình lên chương trình thì mình có thông báo cho bạn bè, người thân, người nhà mình biết không? Dạ không, mình em đi à? Em về Đồng Nai đây, xong ghé nhà ông cậu, xong em biết là em gọi cho anh không lên qua ghi hình. Nhưng mà mình từ trước giờ là mình không không lấy vợ luôn, chắc mẹ rồi cũng giục mình đi lấy vợ lắm hả? Dạ không, cũng bố mẹ thì muốn lâu rồi, nhưng qua là không có ai thì chịu thôi. Chính thức là mình từ nhỏ đến lớn mình quen bao nhiêu con người nè? Trải qua bao nhiêu mối tình? Em chính thức thì nói chung là hai người thì bảo là ấy, nói chung là chỉ có một người thôi. Một người mình quen được bao nhiêu lâu mình mới chia tay? Nói chung chưa hẳn là yêu nhau, chẳng qua là lúc đó bạn nó đi học đại học xong mình nghĩ là mình không chờ được, vậy là không nhiều cái vấn đề mình cũng chẳng nói. Nhưng về sau đi học đại học rồi xong nói không, bảo hồi đó thì được mà giờ thì có người khác rồi không... À cái lúc mà mình thích thôi. Dạ. Đúng không, mình không dám nói đến khi mà người ta mình nói lên là người ta đã có người khác rồi. Lúc đó mình nghĩ hoàn cảnh gia đình nữa, nói chung nhiều cái rồi. Từ đó tới giờ là mình không có đi tìm hiểu thêm cô nào chị nào luôn hả? Dạ không.
Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Ơi, hiền vậy. Rồi. Thì cũng qua mấy chú giới thiệu cũng một hai người nhưng mà mới nói độ tuổi đến bảo là tuổi đó không hợp thế là người ta cũng không làm quen nữa. Rồi. Rồi hy vọng hôm nay em lên chương trình ha, ghi hình để chia sẻ lên. Cũng mong rằng là mấy cô, mấy chị, mấy em xem được chương trình mà thấy mình có duyên, muốn kết nối mình thì hãy liên lạc qua số điện thoại trên màn hình, chương trình sẽ xác minh cho mình kết nối ha. Dạ. Rồi cũng hy vọng rằng là em chia sẻ lên là cũng được nhiều người yêu mến. Rồi, hôm nay em lên chương trình em thấy vui chưa? Vui anh. Vui ha, chia sẻ hết cái tâm tư nguyện vọng của mình rồi dạ. Thấy vui rồi ha. Rồi để kết thúc chương trình thì em có lời nào nhắn gửi tới mấy cô mấy chị đang xem chương trình mà muốn kết nối với mình nè. Dạ. Em cho mọi người số điện thoại được không anh? Dạ. Rồi cảm ơn em. Rồi cảm ơn em đã tin tưởng mấy anh em là lên chương trình nhờ kết nối một nửa thương cho mình ha. Dạ. Rồi hôm nay em lên chương trình em có cam kết những thông tin mình chia sẻ là đúng, em có chịu trách nhiệm trước pháp luật những thông tin của mình ha. Dạ, dạ. Em có cho tất cả mọi người sử dụng hình ảnh và video của em chia sẻ trên mạng xã hội, cam kết là không gửi xuống, em đồng ý ha. Dạ. Rồi cảm ơn em, cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Hãy đăng ký kênh, bấm vào chuông để lại bình luận góp ý kiến cho em có cách nhìn đa chiều hơn. Còn nếu ai muốn kết bạn làm quen với em trai 38 tuổi thì hãy liên lạc qua số điện thoại trên màn hình, anh em sẽ giúp đỡ một cách nhiệt tình và miễn phí. Một lần nữa xin thân ái chào tạm biệt cô chú anh chị. Rồi. Anh uống bớt chưa? Đã nhiều. Đỡ nhiều rồi, anh uống được mấy chai rồi? Anh uống chẳng phải gần chục chai. Rồi, thế thì trước khi anh uống cái tình trạng bệnh anh thế nào? Coi như hồi trước á là cái bàn tay mình để thẳng ra gì phải không? Dạ. Yeah. Là chỗ cái khớp nón á là cái khớp ngón là ở cái bàn á. Nó sưng lên. Dạ. Nó phù lên, bây giờ nó xẹp và bằng luôn rồi. Ồ, vậy là nó sưng ngay cái khớp rồi anh, thoái hóa khớp tay đó ha. Ờ. Rồi. Rồi nó bị tê bì, nó bây giờ thì nó còn tê, nhưng mà cái sưng thì nó đỡ nhiều lắm rồi. Sau khi anh uống được mấy ngày thì nó bớt anh? Anh uống coi như là khoảng sang ngày thứ hai là anh thấy có cảm giác nó lạ rồi. Ồ, và thì 10 phần anh bớt được mấy phần rồi? 10 phần rồi bớt chắc cũng phải là 8 rồi. 8 phần rồi. Ý em hỏi anh là anh uống được mấy chai thì cảm giác là nó bớt? Thì nó từ chai thứ nhất đi là bắt đầu nó từ từ nó bớt rồi. À, hết chai thứ nhất là bắt đầu là bớt từ từ rồi ha. Vô tình anh hai cái bàn tay anh đan vào nhau cái anh giật mình luôn. Dạ. Yeah. Anh giật mình cái máu trời xong mà tự nhiên nó xẹp dữ vậy. Vậy là anh hợp thuốc á, may mắn á, chúc mừng anh. Chứ bình thường thì phải 1-2 chai thì bắt đầu nó mới chuyển biến từ từ. Còn yeah. Anh uống đến ngày thứ hai là anh có cảm giác nó khác rồi. Dạ, yeah, dạ, yeah. Vậy là anh hợp thuốc á. Anh ở đâu nhỉ? Rồi. Anh ở Hồ Nai này, ngay gần em này. À, Hồ Nai đúng rồi. Hồ Nai, đúng rồi. Vậy thì để em gửi cho anh một chai nữa nhá. Rồi, ok. Rồi, ok cảm anh. Uống tốt nha. Thì anh giới thiệu giúp em nhá. Rồi, rồi, có giới thiệu mấy người rồi, người ta cũng mua rồi đấy. Rồi, em cảm ơn anh. Em chào anh nhá. Rồi, rồi, rồi. Dạ.